sốt ruột cái gì, để chờ chị Tường hay chờ bạn gái? Chờ bạn gái. Chưa thấy ông nằm ông phủ phàng với bà Mai với ông này luôn thì em nói em đợi chị Tường đi. Không có chị Tường sao có bạn gái. Bây giờ ghét tôi ngồi đây luôn, tôi không dắt bạn gái luôn. Sự thật bắt đầu. Anh đang nhắn tin về em rồi anh đi mất hút, làm sao mà em biết được anh đang làm gì? Nhỡ này anh đi với ai thì sao? Vậy là cô này hay ghen lắm phải không? Xin chào cả nhà, bây giờ đã gặp lại rồi. Bên cạnh Cát Tường là một chàng trai, nãy giờ em chờ bao lâu rồi cưng? Sốt ruột lắm không? À, sốt ruột. Sốt ruột cái gì, để chờ chị Tường hay chờ bạn gái? Chờ bạn gái. Chưa thấy ông nằm ông phủ phàng với bà Mai với ông này luôn thì em nói em đợi chị Tường đi. Không có chị Tường sao có bạn gái. Bây giờ ghét tôi ngồi đây luôn, tôi không dắt bạn gái luôn. Sự thật bắt đầu. Nhà năn nỉ tôi rồi, xin lỗi tôi mới đi. Không tôi ngồi hoài luôn là bạn gái không có vô đâu đó. Chị Tiền giúp em nhận bạn gái vô. Chị Tường nhận bạn gái vô. Ông này thiệt chứ không có cái gì gọi là ga lăng với phụ nữ hết trơn, nó chán dễ sợ luôn. Rồi, hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Tôi giận rồi, để đó rồi coi. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Thị Mai Linh ạ. Em sinh năm 1993. Em ở Bình Dương ạ. Hiện tại em đang là y tá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ạ. Rồi, mình ở với Bình Dương luôn hả em? Dạ, em ở Bình Dương. Bình Dương ở đoạn nào? Chỗ nào? Ở Thủ Dầu Một ạ. Em biết Thủ Dầu Một không? Dạ không, chưa đi. Chưa đi luôn? Dạ, chưa. Ở đi khỏi thành phố. Em tên gì, quê gì, tên gì, quê ở đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Minh Trọng, em 29 tuổi, em quê em ở Cần Thơ. Trọng. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trọng, là dược sĩ. 29 tuổi, ở Cần Thơ, làm dược sĩ. Dạ. Nói chung là cũng liên quan, nó cũng là ngành y. Rồi hẹn hò cách nào đây? Hôm tra Google chị, lên tìm hiểu mà. Một tuần hẹn nhau, gặp nhau được mấy lần? Không, cái đó công việc em thì xây ca, nếu mà rảnh thì em sắp xếp thời gian em chạy được. Quan trọng bạn gái rảnh không thôi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Anh điểm mạnh em là sống tình cảm, không uống thuốc này kia. Nhược điểm đó là đôi lúc thì có hơi nóng tính, dễ tin người. Dược sĩ là bán thuốc đó phải không? Dạ đúng rồi chị. Nóng tính có khi nào bốc lộn thuốc là không? Không, nóng tính là cái sự việc gì khác ở ngoài ở cuộc sống á, thỉnh thoảng thôi chứ không phải nóng. Có tật xấu gì nữa không? Xấu là nhát gái kia. Rồi em giao tiếp với bạn gái, ví dụ như hàng ngày yêu nhau thì em sẽ làm cách nào để liên lạc với bạn gái? Thường thì em thích là nói chuyện qua điện thoại hay là nhắn tin. Em nhắn tin hay bị cục tin nhắn, ví dụ em nhắn hoặc là em không biết lối thoát không biết. Nhiều khi đi làm trong công việc rồi thì nhắn tin lâu lâu hỏi thăm này kia được đó. Chị nhắn tin liên tục, em điện thoại nhắn tin liên tục. Lâu lâu mà ví dụ chừng nửa tiếng mà không thấy tin nhắn bạn trai thì chị buồn lắm. Em đi làm nên là thời gian nhắn tin thì có thể là buổi tối thôi, còn ban ngày thì cũng có thể là không nhắn tin được chị. Vậy là cũng giống như ảnh luôn, không thích nhắn tin luôn. Không, thích nhắn tin nhưng mà thời gian rảnh thôi. Nhưng mà giả sử mà 10 phút không nhắn tin lại cho em là thôi rồi đấy chị. Làm nhắn tin là phải trả lời liền hay sao em? Dạ đúng rồi ạ. Còn nếu mà không trả lời thì làm sao mà biết được là đang làm gì, đang ở đâu ạ? Nhưng mà khi công việc, ví dụ anh không đụng tới điện thoại hay sao ví dụ? Như vậy anh phải nói là anh đang bận hoặc là anh đang làm gì đó thì em biết chứ. Giả sử anh đang nhắn tin về em rồi anh đi mất hút, làm sao mà em biết được anh đang làm gì? Nếu đây anh đi với ai thì sao? Vậy là cô này hay ghen lắm phải không? Dạ cũng bình thường ạ. Có lý do thì không sao, mà không có lý do là có vấn đề chứ chị. Có nghĩa là trước khi bỏ điện thoại là phải nhắn tới anh đang bận, giờ anh bỏ điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi. Tiếng 2 tiếng nữa anh xong anh nhắn lại đúng không? Thì lúc đang trong làm việc không có cầm điện thoại tới thì đâu có trả lời liền được đâu. Cũng phải một lúc nào thấy mới trả lời. Lúc đó bây giờ có bạn gái thì phải chịu khó, lâu lâu phải điện qua cái điện thoại, lâu lâu phải liếc qua cái điện thoại chứ. Đàn ông hay vô tâm lắm. Cái đó làm được. Làm được. Rồi em còn ưu điểm, có ưu điểm khuyết điểm gì chia sẻ với anh luôn đi. Em người khá là năng động, thích thể thao ạ. Thể thao chơi môn gì? Em đá banh ạ. Em vị trí nào? Em hậu vệ ạ. Hậu vệ. Em đá trong bệnh viện ạ. Dữ ha. Rồi có tật xấu gì không? Khá là nóng tính ạ. Thôi làm ngành y mà nóng tính không vậy? Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai là lúc đi làm. Quen được bao lâu tới mối tình sau này? 1 năm ạ. Do gia đình hai bên không đồng ý ạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình chính thức và 2 mối tình là tìm hiểu. Mối tình chính thức kéo dài được bao lâu? Khoảng 4 năm. 4 năm là một thời gian mối tình đầu là... Khoảng là do vấn đề gia đình tìm hiểu thời gian nha. Chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn gặp thì... Gia đình thì nói chung không thích tại vì người đó cũng ở quê, cùng quê thôi. Cùng quê sao không thích, cùng quê hợp thì... quá đi chứ. Nhưng mà gia đình ta cần một người có điều kiện gia đình thì nói chung là trung bình thôi. Tại vì ta cũng gả con mấy người nước ngoài, ta cần mà đòi hỏi một người. Muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em tìm một người bạn gái nhất là chân thành với nói chung là sống tình cảm. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào? Người không gia trưởng, thoải mái, cao 1m65 là được chị.
Vừa vừa người nó không mập quá cũng được ạ. Rồi, này dễ tìm nè. Em tìm đi, xác suất 50-50. Chàng trai đó trong đó là ai? Em nghĩ là người áo xanh da trời ạ. Rồi em cứ cầm đó, một lát thì chị sẽ sổ số cho em xem. Bây giờ mọi người hãy tập trung nhìn về cánh cửa trái tim và trái tim sẽ được mở ra. Sau đó chúng ta sẽ biết được người đang đối diện trước mặt chúng ta là ai, như thế nào. 1, 2, 3, kéo cửa ra. Xin chào anh ạ. Em chào. Em có món quà tặng cho. Cảm ơn. Sao hãy trả lời đáp án cho bạn gái, cho bạn gái nói đúng không? Em nói đúng rồi. Em nói đúng. Ủa, lý do tại sao em lại không có gợi ý nào mà em lại đoán ảnh là cái anh mặc áo xanh đó? Tại vì theo em nghĩ là 29 tuổi mà nghe giọng này chững chạc, em nghĩ là anh áo xanh ạ. Thế em cảm nhận về anh áo xanh nó như thế nào? Chắc có thể là dễ tính. Em có dễ tính không? Dễ chị. Bây giờ mỗi bạn sẽ rút vào trong này có những cái yêu cầu, rút trúng cái gì mình sẽ làm cái nấy, được không? Dạ được. Rồi, mời em. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất khi nào? Mặt ông này tôi không biết sao ông đáng yêu luôn. Đàn gái đúng rồi. Làm đi cưng. Nhìn cổ làm sao mà cổ thấy đáng yêu dễ thương á. Đáng yêu không cưng? Dạ buồn cười chứ không đáng yêu ạ. Bạn hãy nắm tay người đối diện của bạn, cảm nhận như thế nào? Nắm chứ phải bắt đâu, nắm là có việc rờ bóp mới cảm nhận được. Không thấy ấm áp. Không thấy ấm áp, chết rồi, ngồi xuống đi. Không thấy ấm áp là không có điện rồi. Tại sao kỳ vậy? Đói bụng sao? Dạ, chứ tại hôm nay cúp điện. Cúp điện hả? Trời ơi, bữa nay ta có điện mà không cúp điện. Thôi được rồi, có lẽ đói bụng rồi, bây giờ đã quá trưa rồi. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn ăn một bữa trưa với nhau thật là vui vẻ, để hai bạn có những không gian riêng, có thể tâm sự với nhau để tìm hiểu nhau nha. Hôm nay Tường có gọi thức ăn nhanh đến cho cả nhà mình. Hôm nay chị Tường đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn một món ăn. Đây là món ăn nhanh mà Tường đã gọi từ quán Mr. Stick ở địa chỉ là 219 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Đây là món bò khoai tây hải sản. Mở ra đi, mở ra đi. Bây giờ mình vừa ăn vừa trò chuyện nha. Nếu mình ăn ngon á, lần sau mình ở đâu mình đi chơi bất cứ đâu, bạn bè mình cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp luôn. Chỉ cần 15-20 phút sau người ta sẽ đem tới cho mình. Đó, có số điện thoại là 028-6275-4069 có trên hộp này luôn. Trời ơi hấp dẫn quá, mở ra là mùi thơm nó bốc lên nghi ngút rồi quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy thưởng thức món ăn ngày hôm nay. Nhưng mà cũng phải nhớ là vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha, cơ hội nha. Mời em. Dạ mời anh. Giọng em như là ngoài Bắc hả? Dạ đúng rồi, giọng em là giọng Bắc ạ. Dạ là gia đình em, người thân ở trong này á? Đúng rồi, gia đình em ở trong Lâm Đồng ạ. Để mời em nha. Mời. Em ăn được này không? Dạ này em ăn tự ăn. Hả? Tự ăn hả? Mời em. Ví dụ như em tìm dùm em công việc ở trên này thì ở thành phố em có sẵn sàng đi lên này làm không? Nếu mà em tìm được công việc ổn định ở bên này thì em sẵn sàng sang bên này. Nhưng mà nếu trường hợp mà công việc không ổn định á thì có lẽ là để em suy nghĩ. Hai người cùng tạo lên một gia đình thì cùng đi làm, nó tốt hơn là một người đi làm vừa ở nhà. Đúng rồi, anh cũng cần một người vậy. Chứ một người mà làm, một người làm việc nhà đó, anh cũng anh thích là một người, hai người cùng đi làm xây dựng sự nghiệp mà. Em có thường em đi làm đó là em đi làm theo ca hay sao? Dạ đúng rồi, em làm theo ca. Em thích người miền Tây không? Bình thường không thích. Tại vì thấy mấy người Bắc thường ta ít thích người miền Tây á. Phải xem người ta như thế nào nữa. Em ăn đi. Ủa anh có đi đâu chơi sao giờ chưa? Không, anh chỉ đi từ thành phố này trở về miền Tây anh đâu. Tại vì anh không có bạn ở ngoài kia, anh không có dịp đi. Không, ý là anh đi du lịch, anh có thích đi du lịch không ạ? Cũng thích nhưng mà chưa có người để đi. Còn em thì đi xa nhiều lắm ạ. Ủa nhà anh có mấy anh chị em ạ? Nhà anh tới 6 anh trai không? 6 người luôn ạ? 6 người trai không? Có gia đình chết chưa? Có, một anh hai là không có lập gia đình. Ủa sao vậy anh? Tại anh không muốn lập gia đình. Anh thích ở như vậy không? Ngon không, chị? Bò như thế nào? Nó vừa ăn á. À, nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được một số. Một số thông tin ha. Bây giờ quay lại cái chuyện khoảng cách lúc nãy đó. Giờ em hỏi ảnh đi là nhắm bây giờ hẹn hò nhau mình đã trao đổi cái lịch với nhau với nhau chưa? Thí dụ mình hẹn hò nhau được như thế nào? Hẹn ở đâu? Tại cái thời gian em làm ấy nó... Ngày mai em đi trực đi thì ngày thứ ba em trực ra trực. Thứ ba em ra trực thì anh ấy chắc không đi làm. Nhưng mà anh thì cũng đi ca thôi. Có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp. Hẹn nhau lần đầu tiên mình nghĩ mình sẽ hẹn hò nhau ở đâu? Quán cà phê nào đó yên tĩnh.
Em cảm nhận về cô gái này, em có trong người em có rung động, có cảm xúc gì không? Ấn tượng đầu tiên anh thấy bạn cười rất dễ thương, nói chung là nói chuyện em thấy cũng chân thật. Thế còn em có suy nghĩ gì trong giờ phút này? Thấy bạn nói chuyện hiền, chắc là không năng động bằng em. Rồi, đó là một vài cái cảm nhận thôi. Bây giờ hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Bấm nút là mọi người đang coi chương trình này sẽ chứng kiến rằng là các bạn đã thuộc về nhau, đã tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy không rung động thì không cần bấm, hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. 1 2 3. Bấm lẹ quá, mới đếm có 2 thôi đã bấm rồi. 2 nửa trái tim đã cùng sáng đèn rồi mà hai bạn nắm tay nhau và đứng vào một bên. Có thể là ít phút thì không đủ để chúng ta có thể tìm hiểu được hết nhau, nhưng giống như chị Tường nói, mình đã cảm nhận được nhau rồi. Cái tình yêu nó quan trọng là ở cảm xúc nha. Chúc mừng hai bạn và xin gửi tặng hai bạn một cái tấm vé xem phim ở rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn sẽ có những khoảnh khắc xem phim và tìm hiểu nhau thật là dễ thương, thật là lãng mạn. Có tin vui báo cho chị Tường biết nha.